hắn là một cái nghèo túng thiếu niên một hồi máu tanh diệt môn dết chóc đập nát thiếu niên mộng tưởng gia tộc kỳ thị làm thiếu niên nội tâm tràn ngập sợ hãi bất lực bi thống tuyệt vọng bởi vì dết chóc thiếu niên ngoài ý muốn đạt được thượng cổ thần huyết cùng kinh thiên công pháp thần huyết ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ thiếu niên mượn lực lượng cừu hận nghịch thiên tu luyện tốc độ cực nhanh khiến người ta theo không kịp thế nhân xưng là cuồng đồ tu luyện ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét phá bầu trời lại nhìn thiếu niên như thế nào tại thế giới tràn ngập tham lam vô tận, tội ác, vết chóc này diễn dịch truyền kỳ khiến người ta hướng tới. Trạm này trịnh trọng nhắc nhở. Câu chuyện này chỉ là hư cấu, nếu có trùng hợp, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Tiểu thuyết máu chốt. Cùng đồ tu thần không đạn cửa sổ, cùng đồ tu thần TXT toàn tập đao loa, cùng đồ tu thần mới nhất chương độc. Chương 1 Ta còn không cưới đâu bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Trên trời rơi xuống huyết quang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Thường Cổ Thánh Tôn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Cường Hoành Thể Chất bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Hỗn độn thần kiếm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Đột nhiên tăng mạnh, cầu cất giữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Lại đột phá Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc chương 8 Thường cổ thuật luyện đan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 9 Mới tới Trấn Thanh Thủy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 10 Lại đến đánh qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc